mệt mỏi lắm phải không em? Muốn được gần nhà cũng phải thu xếp biết bao công việc, và đau lòng nhất là phải tạo ra lý do không thật, gian dối vợ nhà, vội vã đến bên nhà.
Kim trong bọc mà giấu được bao lâu? Dù kéo dâu nhưng còn hai chữ lương. Mình nóng nổi trong một say nằm để rồi sầu hoang ngàn năm vì sự gian dối âm thầm. Sai lầm để con